Hey, chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình đang ở Bình Minh nè các bạn. Ở đường Vô Giáo Mẹo nè mọi người. Đầu đường Vô Giáo Mẹo nè. Thì bữa nay có bà chị ở Sài Gòn về. Cũng ra bà xã cũng đem về. Con mực khổng lồ các bạn. Rồi cũng dưới mới tôm. Rồi mới mồi để về mời bà chị dâu, chị ba cùng ăn chơi cho vui đó các bạn. Mối nhẹ nhẹ đồng quê đó các bạn ơi. Tôm sông ba ký. Trời ơi, con gà 2 gà 2 ký rồi các bạn, gà chà bá lửa, gà vườn nè mọi người. Rồi dễ mực này là tính ra là 4 ký đó mọi người. Mực quá trời mực luôn, mực, mực, mực có 2 con á các bạn, 2 con á, mực lớn như đó mọi người. Rồi. Có điều cho các bạn coi. Rồi mời tất cả các bạn nghe cùng tham gia nha. Mà chờ chút xíu, chờ thánh đăng nhí của Tâm Chè với bà ngoại về các bạn ơi. Ê, đó, bây giờ cái lẩu chua nè, bà Chè nấu rồi nè mọi người. Để mực vô. Quá trời mực luôn các bạn. Hồi nãy là nó mấy con, 2 con mà 4 ký mấy phải không? Gần 4 ký á. 2 con là gần 4 ký đó các bạn. Một chảo, mình nãy rồi, nó trộn nhiều nhiêu rồi. Cái một mâm luôn. Quá cỡ luôn. Rồi bữa nay mình khỏi đi ăn nhẹ này vậy chứ. Thánh đăng nhí của Tâm Chè nè mọi người. Chào con. Thánh đăng nhí đây. Thánh đăng nhí đây, thánh đăng nhí đây. Chào, chào cá chấu. Cá chấu thôi giờ. Bây giờ bà ngoại dùng mồi đi. Mồi ăn mồi này. Rồi cái này nó ăn nóng trụng lại. Gà. Con gà vườn chào bá lửa luôn mọi người. 2 ký luôn, xé một mâm luôn. Này trụng rồi thôi, này mực chín rồi chứ mà tôm thì chín rồi. Ngoại, giúp cho thánh đăng nhí con hồng mực đó mày. Thánh nhí, nay tin làm mấy chén? Nè không biết hết xuôi nữa ha. Từ tình hình bao tử ha. Chắc bữa nay thánh làm cho bò chở 7-8 chén này các bạn. Giờ chén rồi nè. Nha. Muốn ăn nhiêu ăn cho. Chị ba ăn tự nhiên nha. Chị ba tự nhiên nha. Bữa nay bà Chè phục vụ Tâm Chè quay phim các bạn ơi. Để mời bà ngoại với chị ba với cháu ở Sài Gòn về thăm bàn thờ của chồng. Thôi. Bún là không chua. Như vậy là bún là cho ca trang nước lẩu chua nè các bạn nha. Rồi ông thánh nhỏ ổng này là bún chua nhưng mà không phải bún trang nước canh chua. Bất hảo. Chua là do nước. Tâm xong rồi mọi người. Nước chua. Phát heo. Này sao ăn yếu vậy con? Thánh. Hả? Thánh nhỏ, thánh gì? Sao ăn yếu vậy? Con đã ăn đẳng chưa? Chưa rồi. Ăn đẳng rồi luôn hả? Trời ơi, nó ăn gì? Hèn gì thấy yếu. Ăn vậy? Cái này. Anh ăn mấy gói? Nha. Mấy gói? 2 gói. Mẹ. Sao ăn gạo nè. Tôm mọi người ơi. Hôm nay mình đi mua tôm được, ở dưới sông ta kéo lên nè. Sông. Gạch. Dễ kêu không? Dễ chà. Gạch, dễ kêu. Kìa cốt về kìa. Ô. Mà cốt ấy vô quên dốt về cũng như không gì. Ê. Như tốt thì không lên, em đã ít xỉu. Vô. Vô luôn. Vô đang búp bê nữa nè. Mang xanh nè. Chị ba ăn mạnh dặn lên chị ba ơi. Dặn lửa bà nhỏ lại em ơi. Quá trời nồi lửa rồi. Ăn một mâm sáng cái mặt trần trần bị nổi dị ứng luôn. Sáng nó bị nổi. Em bơi bơi vậy em mới là ông Phương rồi kìa. Tôi tui. Mời ngoại nè. Ăn ngà voi nè. Mời tất cả các cháu. Cái này ăn ngà voi nè. Rồi quay ngà voi luôn. Ngà voi ăn ngà voi nè các cháu ơi. Mà, em cháu Khang ăn được nhiêu rồi? Nha. Mấy con chén. Mấy chị công nhận lên YouTube đẹp trai quá trời ta. Chén mà dĩa tôm. Chén mà dĩa tôm. Chén mà mâm vỏ tôm luôn. Mâm vỏ tôm luôn. Chén hết hả? Là muốn luôn. Cái gì đi chơi đi. Lại xe em không có gì là em bảo tới tối cho vợ em đi chơi chị ba. Lại xe em sợ chụp chặt không. Nó sẽ cuồn bị chụp chặt các bạn ơi. Sẽ cuồn bị chụp. Mấy chén rồi con? Thánh nhí. Ủa quay nữa hay gì không? Mấy chén rồi? Nãy giờ ăn thịt không ạ? Nãy giờ ăn thịt không ạ?
Giờ hết đâu không có chén ổng 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 chồng con bút à. Hai chén rồi. Hai chén à, nó hết chứ nó mới hai chén à, nó giờ hết không à. Gì tới giờ. Nhúc là phải ăn liền. À, vì có cameraman đây nè các bạn, à, có một người dễ thương không đó. Người đi. Che. Quay ngược sáng thấy gì đâu mà che. Cháu bà ngoại ăn rồi. Bà ngoại ăn rồi các bạn ơi. Ba chén cơm rồi. À, làm miếng về cho đông các bạn ơi. Đó, bây giờ mình bắt tôm vô. Tôm vô nha các bạn. À, là miếng gà. À, nãy thấy con tôm nào mà có gạch này. Con tôm nào có gạch dữ lắm. Đây, là miếng ơi, mọi người ơi. Sao Thánh nhỏ? Nãy giờ làm không được quá ha. Không dính nhỏ. Dính con khúc à. Rồi, cho dính luôn. Dính con khúc hả? Hành làm như hình như cái thằng đó là ở một chú mổ quá là nó ở đây hoài vậy nè. Ừ, mới ra chủ nhật nó về đây hồi quên. Giờ xíu con đi ngủ rồi hả? Rồi về dắt nước ngủ đi chơi. Nó có vậy rồi. Thằng đó hả? Thằng đó vậy. Phải dùng chứ. Nằm ngủ á, mày có tay gì hả? Nó chiều về bữa trưa đó. Ngày nào đi. Ăn rất là ngon nha, cái miệng nó ăn mà tôi quay không à. Lên clip á. Em sợ nó cần phải con clip của em lúc 7 giờ tối mà em chưa con chịu không nổi, tối nè. Tối. Đói xong nó ăn hết là cũng miệng hết. Mày với ông hai thịt nhau. Đói mà không kịp thở luôn. Rau nó gấp cái nào nó bùm vậy nè. Thầy lúa rồi. Nó sắc chanh. Hôm nữa. Nửa khuya. Quên cái gì. Nếu mà không có vậy bệnh. Vậy hơn cái mặt của Thánh này nè. Thánh ăn nó này. Chị coi ăn nữa thôi. Em được cái công ty mới, công ty đối tác mới. Công ty anh đi ở ngoài công ty truyền thông. Ở ngoài mình tránh á, ký hợp đồng nữa. Nhưng mà chưa có lương. Công ty Tiền Quân ký rồi, giờ công ty TNT ký rồi mà tháng này chưa có lương của công ty đó. Dạ, cứ ăn tháng là có lương của em lại. Dạ. Bên Tiền Quân rồi bên kia. Dạ, hai công ty. Tức là cứ hàng tháng là nó trả lương cho mày. Trả lương qua rồi. Đây. Ủa, nói chung là mình làm nhiều, mình ăn nhiều. Mình ăn nhiều, mình giọng nhiều, mình có lương nhiều. Mời tất cả các bạn nha. Thánh sao á, qua đây này, ví dụ nè. Mọi năng hấp, nó đẹp quá. Mở lên thì không có biết đâu. Xui. Xui sáng hả? Đúng rồi. Mọi nhóc không? Ngồi xích ngồi đề. Ờ, đúng rồi, cảm ơn. Cứ đua đi con. Cứ đua đi. Cứ đua đi. Ê, người đẹp ơi. Đâu luôn người đẹp ơi. Ừ. Ăn gì nữa à? Có tiền nước mạc lắm. Tiền mạc còn dễ kiếm lắm đó. Rồi thì tối đi chơi chị ba đó. Tối đi chơi chị ba. Không, đi xa chị hai thôi. Xa chị ba em không đi đâu. Các bạn, dạ. Đây. Quá đà. Đâu rồi, đâu rồi, ăn nóng chưa chết rồi này hả? Đây ta nói ăn hết. Đây, bữa ăn không dễ mới, mình ăn hết thì phải được thừa các bạn. Quá trời, mọi người ơi. Bắt nè. Mọi người viên nè. Gà nè, tắm chè nè, Thánh đang nghỉ nè, thầy vô nè. Mực dai lắm các bạn. Thank you.
gà đá tụi bay đây. Gà đá rồi. Được mấy cục, ngày kia em ăn rau nữa. Rồi ăn rau nó rốt chứ phải. Rồi. Rồi thật thật. Đâu đâu. Cái đủ. Ừ. Xuất sắc. Cái giường chai lắm mọi người. Ngọt lắm. Ngày xe bị bệnh à, thành ra tính không có review các bạn, nhưng mà sửa rồi thôi review các bạn xem, chứ thôi là cho các bạn xem hai con mực 4 kg, một con bị lớn như này các bạn, hai con mực 4 kg. Rồi cuối cùng thì bà chè bà sắt luôn, tính không có review hay sắt cái luôn các bạn. Còn mấy chén cơm luôn hả? Ừ. Mấy chén rồi đó. Ăn đi. Thì gặp chỉ có 2-3 miếng rồi gọi đó hả? Tặng bí nhê ăn chứ không ăn là bí lọc như tay. Rồi, chúng mời dưỡng gì? Không nói sao? Mất lắm đó, nó ngon á. Ừ. Ừ. Cái cục. Em cắt cái lẩu ông bảo rồi. Trời trời. Ngon ngon. Đầu gạch không mọi người. Dốc bỏ. Rồi dẹo đồ luôn. Đó. Thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn xem video đến giờ phút này các bạn. Tâm chị Vinh Long giờ. Gia đình chào tạm biệt các bạn nha. Bắt đầu là sân nha mọi người. Mọi người chào các cháu luôn. Chào mọi người. Mọi người chào các cháu. Tắt cái bóng.